ដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024 នឹងបានវិយតម្លៃខ្ពស់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានខិតខំរៀនថ្នាក់បំប៉នដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អជាប់និទ្ទេសចំនួន9នាក់ដែលបានប្រឡងជាប់នៅសម័យប្រឡងកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែតុលាឆ្នាំ 2024 ប្រហែល 9នាក់ក្នុងនោះ 2នាក់ផ្នែកមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសបាទជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅថាចក៏បានចែកជូននៅបានសរសើរដល
đôi chưa vì xa thay thay rồi co nhớ xa cha cha thì giờ một ở bùi dương thua đam bay cùng làm mặt thiệp bùi dương hồ đào bùi dương ngày này xin đẹp nhóm việc đại bà đam từ căn phòng ôn cứ chẳng ai không hiến hay dương thời miền chăn tiếc nâng các đại nhà chặt buộc phần ai đam bay từ ban ấy để dương chẳng bàn hay nâng miền ngày nâng được bùi dương chẳng Chào chúng mình xô lục bố, chúng mình xô ở nhà tầng ốc này, nhưng khi chúng mình chưa lên xếm chia sẻ trái kết tế ở kia sinh nít năm tỷ bấy, nếu chia lại chúng mình tư tư nâng trái kết tế xâm đách và đề cho hôn xa nô tác sang cạch đá, nhưng khi chúng mình chia sẻ một bì kháng phùm bằng được chạp tập bốn, không phải tầm mẹ sẽ rốc sang cạch đá, khát cạch đá nhưng khi chúng mình bàn được tùa bà lò bất chấp cái tế cùng đặt bay đang bị chia vẽ từ tổ ban smart park cường đi tế nên trong bất chia miền dịch đây đi ra hay miền ở rắm thà đồng phơi phăng mình tên đại khôn anh từ tổ ban đi tế chỉ lực đồng bông nó không xả là ở hôn san đô tác sài gòn đào nắng cáp đại nhà chợ bò nên trong cường nên trong nâng dọc ở đi tế buôn đi thua chỉ spin nằm bay chua từ rock thằng nào cốt đại đại bị nợ hà đục con nằm tam scout chia lãi hay nâng khất khom răng răng mình đo nơi ở trong nơi chia khôn anh tham tiết nằm bay khai từ chia dụng chôn đại chia đồng peng snow được xây xong đập tế chia chúng mắt mua màn tổng ý hơi trong co chia thì tại sau khi nạn tỷ đập pico này chia lãi sinh ra kẻ mà sinh ra và đây đi chơi hôn sang rota sang canada vùng đại và sinh ra khi mà xong mà đám nhà đó ông chỉ muốn gọi ở khách com bằng tài điện sốt hay cầm nói cụ đại màn cho ba nâng miền chăn tiện hồng ca sang điện sốt rota như thế việc bất chi miền đồng lãi sinh ra dường cứ việc đó này kể từ vô phong đó là một mùa phong sinh ra tiếng cua sa xã cung hay nâng ở sala riết và nhóm xong ở quân đó adam đặt cái thác đại adam tăng tài chủ ủ thom hồi nằm bằng cao đam biên nơi ca bóng bóng đó cuộc nhóm đại việc sống khăn đại vì ai chui cuộc nhóm chờ nông ca bằng ở cuộc nhóm bàn tế em bà tôi sẽ chôn chỉ tìm thấy bà lục đại bàn tu sơn à hỏi ca lực lang được bỏ sơ sanu sơ đại bàn chuột nơi tế em một nick cứ lục bàn sống đại nơi ca bắt đại nhà chất đôi chia bằng hai nhà ca cầm trầu nâng ở quân đó lại đóng một đợt cao thác nâng thạm các nhóm không đại bàn chui sọc sách cần đá này là bàn chui cho rùm cả chui chôm chơi đánh đó phụ quạt đại bàn sắc xa hay tự tu bàn là tập hợp lại cả mình tên chân người chân nằm đi cứ bàn tự tu bàn DTE cho nguồn phẩm buồn nhẹ hay còn lúc cứ thập pì nhẹ bàn phần này cam chạy cái tê bàn DTE đài chân và tiếp tiếp tới chân nằm muốn DTE bàn trong tay phẩm buồn nhẹ thế chân vì miền cầm nào đã cứu ấy còn sống có hỏi đồng một đất vật tập phu của bàn lương thực chật tại đó bồn 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 sơ sản hồ sơ đại bàn nâng chô thả thi đọc mùi thi đọc pi nâng thầm thầm mấy ní cố xong mọi bạch nhà sắc xa bằng thêm hồi ăn đồ vọt nâng cả sắc xa đại thứ mấy bàn cả tròn trăm lỗ hồi cả đạm cả cao được hiệp sắc xa nó sống khá nà đặc bây giờ bồn bồn đại sơ sản hồ sơ thằng ổn ai chạy thiên bán chạp chế chạp chạm hồi chi diêm cả sắc xa xoay nhu lô bằng thêm nơi mê riêng cả đồ chia cả xèo chiêu bằng thêm cả an dịp phơ ấy nó cứ chỉ cố đào mùi là lõ để đào bàn lực từ chất ơi sơ sản sơ thằng ỏn đúng cứ chiết pe với liên ca sắc xá cứ an dịp phơi nâng ca sao chiều hay bật thuận mốc cứ bàn phải chạm âm pi ca bằng hai âm pi ca quan trọng pi càng ai đào mà kẹm đất sấp chia ôn phẩm đi rót để bàn khất khom chui để bàn khất khom chui đào sơ sản sơ thằng lõ mốc cứ bàn là tập hòa lõ hay dừng không thả ca phải nhà chất bỏ ôn phẩm chiều bật to tiết nâng bàn là tập hợp là hơi tất cả nó nâng bật to chui đó là bốn bộ bật to tiết bật sân trên này chân nằm cái đó này cả sạc xa chân nằm sạc xa thầm mấy tụ bàn là tập hợp là lưu phí phán ca lưu phí ca bật nhà chất tiết nó cứ nâng miên là cả chui càng đặt chân phí phí ai đom mà kẹm đất sẽ phía chào ôn bồn mì rốt của đối chí ai đom mà đất cao thác chưa bật to tiết phóng đài hay ní chí ca châu rùm nhóm này không cả lục xui bí xay ọp rùm hay sở phía đài là sản miền bắc xa nông sa lịch khất cho rùm nông bảo vệ sản ca chăm sóc xa thay mấy để thay thì mùi khai vị trí này đây đón lượng thực chất đón bóng phổ ôn côn mùi thằng ó khất khom trong vài điểm sâu tạm bây dừng từ thủ ban nên là tập hòa lõ lại chỉ côn lõ sơ lõ đại dụng cúng trời ca nông dầu một áp vót và thế chiết thằng ó nỉ và ở côn bình mất tu sĩ chôn để bàn tu sơn à này phổ là miền khlấy để bàn lực lãng trung bình ca anh chơi bạc thi sùng phụ càng chơi những bác nơi cả hợp thà bảo vệ sản ác thầm ấy chăm sạc xa bí bọn và phải buôn bí bọn và phải bám ra bài đọng đất cả thạch bảo ơn xin rạp cả tù sản ác để xa bí và lìa bảo đó thì mình chọc đất bí chọc bác xôm ơn xôm chung điệp lìa.